xăng thiêu sống con nợ. Tháng 11 năm 2011, ông Võ Văn Tài, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh có vay nợ của bà Nguyễn Thị Huệ, một Việt kiều người Mỹ, khoảng gần 4.000 đô. Tháng 2 năm 2012, bà Huệ điện thoại nhờ em họ là Nguyễn Khắc Trường đòi nợ giúp. Trường đã tiếp tục nhờ cháu là Nguyễn Bá Thịnh cùng đòi nợ với mình. Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không được, Thịnh đã nhờ Hoàng Anh đòi giúp. Khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2012, Hoàng Anh mang nửa lít xăng rồi nhờ Võ Thành Nhân chở đến nhà ông Tài. Thịnh tạt xăng vào người, bật lửa đốt ông Tài. Ngay sau đó, ông Tài được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định, ông Tài bị bỏng nặng với thương tích vĩnh viễn là 29%. Đòi nợ bằng chất thải. Chỉ vì người em chơi cờ bạc nên có nợ một khoản tiền của một người nào đó không có khả năng hoàn trả mà anh Đoàn Huy Thắng ở số nhà 75, phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bị khủng bố bằng chất thải hỗn hợp bao gồm phân người, trứng gà thối và tiết canh. Anh Thắng cho biết khoảng tháng 6 năm 2009, các đối tượng bắt đầu khủng bố bằng cách đêm khuya ném gạch, đá vào nhà, khiến cho cửa kính bị vỡ tan nát. Một tháng sau đó, cửa xếp bung bữa vì bị đập phá. Nhiều khi, các đối tượng lại đổ bê tông trùm lên cửa xếp. Có hôm, cửa hàng giải khát của nhà đang hoạt động giữa ban ngày khi khách hàng đang ngồi, thì một xô chứa hỗn hợp trứng thối, tiết canh, phân người, cá thối được trộn lên với dầu nhờn, vứt thẳng vào trong nhà. Chỉ tội cho mấy cháu học sinh ngồi uống nước, chúng nó phát khóc, mình cũng chẳng cầm được nước mắt, anh Thắng rầu rĩ kể lại. Sau sự việc hôm đó, anh đành phải đóng cửa để khỏi liên lụy đến khách. Anh Thắng kể, anh đã liên hệ với nhóm người khủng bố ngay hôm sau để xin chúng tha, nhưng chúng không chịu. Chúng nói với anh rằng, em gây nên tội, thằng Thắng là anh thì phải chịu tội thay em. Cạo đầu giám đốc. Một giám đốc 44 tuổi ở Hải Phòng đã bị nhóm giang hồ đất cảng bắt giữ, đánh đập rồi lấy tông đơ gọt đầu thành ba quả chỏm hình trái đào, chụp ảnh dọa tung lên mạng vì nợ hơn 700 triệu đồng. Ngày 30 tháng 11, Công an quận Ngô Quyền ập vào khách sạn Râu trên địa bàn quận, bắt giữ nhóm đối tượng này khi chúng đang giam giữ trái phép anh Hoàng Văn Bình, sinh năm 1968, giám đốc nhà máy nước Tân Phong, Kiến Thụy, chờ người nhà anh Bình đến nộp tiền. Nhóm đối tượng khai nhận đã dùng tông đơ cắt tóc anh Bình thành kiểu đầu ba chỏm, sau đó sẽ chụp ảnh và dọa tung lên mạng Internet nếu không trả nợ. Theo tài liệu điều tra, anh Bình có vay nợ của chị Hoàng Thị Bình, sinh năm 1976 ở xã Minh Tân, Kiến Thụy trên 700 triệu đồng, nhưng khất nợ nhiều lần không trả. Khoảng 19h30 ngày 29 tháng 11, nhóm đòi nợ thuê đã kéo đến nhà con nợ ở xã An Hồng, huyện An Dương để đòi tiền cho chị Bình. 20 giờ cùng ngày, khi anh Bình vừa về đến nhà, thì bị nhóm giang hồ này khống chế, ép lên ô tô và đưa đi. Khi đến một quán cà phê ở khu vực quận Lê Chân, thì hai đối tượng khác xuất hiện, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh Bình. Chưa dừng lại ở đó, một đối tượng đã dùng tông đơ cắt tóc anh Bình thành kiểu đầu ba chỏm, rồi đưa anh tới giam giữ tại khách sạn Râu. Ôm mình đến nhà con nợ tự sát. Nguyên nhân vụ thảm sát bằng mìn tại số nhà 20/114 Yên Phụ, đường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, tối ngày 24 tháng 11 năm 2012 là do mâu thuẫn từ việc vay nợ. Nhưng có điều, người thiệt mạng ở đây chính là chủ nợ. Nạn nhân đồng thời cũng là thủ phạm của vụ nổ mìn, chính là anh Hà Phương Lương, sinh năm 1962 ở Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó, anh Lương có cho chị Lan ở số nhà 20/114 Yên Phụ, Tây Hồ vay một khoản tiền lớn, đến hạn nhưng bên vay không thanh toán. Bản thân anh Lương cũng là một con nợ của nạn vay nóng nên đã bị phía cho vay thúc ép trả nợ. Do việc làm ăn không thuận lợi và sức ép công nợ nên anh Lương trong cơn cùng quẫn đã mang súng và mình tự chế đến nhà con nợ để xử lý. Nhưng khi đến nhà, Lương không gặp chị Lan mà gặp anh Nghĩa là em trai chị này nên đã dùng súng tự chế bắn anh Nghĩa, gây một vết thương do đạn bắn ở cổ, một vết bầm tím ở vùng bụng. Quá hoảng sợ, anh Nghĩa chạy xuống tầng dưới thì Lương sử dụng mình tự chế để đánh sập nhà con nợ, nhưng do lỗi trong cách sử dụng nên mình nổ tại chỗ và khiến Lương chết. Băng rôn khẩu hiệu tố cáo con nợ.
kiểu đòi nợ bằng pano áp phích trên đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khiến cho không ít người dân nơi đây phải ngỡ ngàng, thậm chí phì cười với kiểu đòi nợ có 102 này. Những tấm pano khủng được treo trên ba mặt tiền của ngôi nhà 5 tầng giữa trung tâm thành phố có nội dung: Dung tô, vay nợ 2 tỷ năm của tôi trây ỷ không trả, có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị công an truy tố Dung tô theo pháp luật. Dòng cuối còn ghi rõ, nhà đang tranh chấp không mua bán. Chủ nhân của ngôi nhà 5 tầng đúng là Dung tô, được nhắc tới trong tấm pano. Thời gian gần đây, người này làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nhiều người. Không còn cách nào khác để ép con nợ trả tiền, chủ nợ phải dùng độc chiêu này để đòi nợ. Bắt cóc bố siết nợ con. Khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2012, nạn nhân là ông Tiến đang ở trong nhà tại Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình, thì bị hai đối tượng côn đồ xách dao phớ, súng côn xông thẳng vào nhà để khống chế gia chủ, đòi tiền nợ. Nhóm bắt nợ nói con trai ông Tiến trong quá trình đi học tại Quảng Ninh nợ chúng 7,6 triệu đồng. Nhiều lần đòi tiền không được, lại định bỏ trốn về quê. Không để cho ông Tiến kịp phân trần, chúng đã kề súng vào đầu, yêu cầu ông Tiến đi lên xe máy và bắt đi. Khoảng một tiếng sau đó, gia đình ông Tiến bất ngờ nhận được điện thoại của ông Tiến. Hai đối tượng yêu cầu gia đình phải mang ngay 15 triệu đồng đến nộp tại cầu Nguyễn, thị trấn Hưng Đông. Nếu không, sẽ xử nạn nhân. Tuy nhiên, trên đường đưa con tin ra Quảng Ninh, chủ nợ đã bị công an bắt giữ. Đòi nợ bằng quan tài. Khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 11, các chủ nợ chở một chiếc quan tài tới nhà bà T.P., đường Thích Quảng Đức, quận 5, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để đòi nợ. Chiếc quan tài được đặt ngay trước cửa nhà bà P. Các chủ nợ vây xung quanh, khiến nhiều người dân hiếu kỳ cũng tới xem gây mất trật tự tại khu vực này. Theo các chủ nợ, trước đây bà P đã vay của họ số tiền hàng tỷ đồng. Sau nhiều ngày gọi điện, thậm chí tới tận nhà để thỏa thuận, nhưng bà P không trả, nên các chủ nợ nghĩ ra cách trên để đòi lại số tiền đã cho vay. Khi các chủ nợ tới, bà P không có nhà. Chiều cùng ngày, một cán bộ công an phường 5 có xác nhận có sự việc nêu trên. Sau khi công an phường tới, nhóm người đòi nợ đã chở quan tài ra khỏi nhà bà P.